Đối với Hiền xin kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi sáng ngày 23 tháng 8 năm 2017 và chúng tôi đang lắp chiếc sập. Chúng tôi đang lắp chiếc sập vắt vải sư tử 1m8 x 2m2 và đang lắp theo yêu cầu của một khách hàng quen anh ở Đà Nẵng. Như quý vị nhìn thấy đây là chiếc mặt sập có vân tuyệt đẹp. Tất nhiên là chúng tôi chỉ luôn muốn làm cái nào cũng đẹp như thế này, nhưng mà thực ra thì không mấy khi gặp được chiếc sập vân đẹp có như thế này với cái chiều dài là 1m8 x 2m2, vân tuyệt sắc luôn. Còn bộ quay thì đã đạt đến đỉnh cao của kỹ thuật đục chạm. Cái phần lắp ấy thì vừa nãy tôi đã chụp ảnh rồi, là chúng ta sẽ lắp cái đặt hai cái chân và lắp cái dạ tiền này vào, sau đó đến hai dạ hồi và sau cùng là dạ hậu khóa vào. Tiếp theo nữa là đến phần cổ thì cũng vẫn theo thế, và ở đây chúng tôi đã đều đánh số, ở đây thì đã đều đánh số từ 1 đến 8, cứ các số đấy là chọc vào nhau là xong, sau đó là đặt cái mặt lên là xong. Và lúc này chiếc sập được lắp lên một cách hoàn chỉnh. Bỏ ghế ra cho anh. Đây là hình ảnh đang được lắp ở phía trước tầng 1 khu C với cái số điện thoại 0984666999. Quý vị cũng có thể liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo số Zalo Viber của tôi là 0967666111. Chiếc sập ngũ phúc này, chiếc sập vắt vải sư tử này lần trước tôi đã quay cái phần mộc rồi, nhưng mà khi mà phần mộc ấy thì nó chưa đặc tả đầy đủ được hết cả cái phần tinh hoa của nghề đục. Đặc biệt nhất quý vị nhìn thấy đây, những bốn cái chân là tôi đục đều, kể cả chân hậu vẫn đục cái đầu của sư tử hết sức là hoành tráng ở đây. Và đây là tôi đang lia máy để quý vị xem cái dạ hồi. Thường là dạ hồi là không được ưu tiên lắm, nhưng mà ở đây chúng tôi không phân biệt, dù dạ hồi dạ tiền đều đẹp như nhau. Và có thể nói là với cái dòng sập vắt vải sư tử thì là ít có thể nào vượt qua được cái nét đục trông có thể